Rồi, ok. Xin chào mừng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi Zoom vô cùng đặc biệt của chuỗi tháng 8 năm 2023 ha. Chúc cho tất cả các anh chị một buổi trưa tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn nha. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chuỗi chu kỳ 21 ngày đột phá lợi nhuận bằng luật hấp dẫn nha các anh chị. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã đi đến 1 phần 3 của tháng rồi các anh chị nhé. Đó. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì Thanh An sẽ chia sẻ với các anh chị một cái kiến thức vô cùng tuyệt vời để giúp cho chúng ta là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ khi mà chúng ta ứng dụng chúng ta sẽ có tiền về ngay hôm nay luôn các anh chị nhé. Hôm nay đã là 1 phần 3 của tháng rồi các anh chị. Thế thì mục tiêu của chúng ta đã đến đâu rồi các anh chị nhỉ? Đấy. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị sẵn sàng cho cái chủ đề ngày hôm nay thì có thể là cùng comment tôi được không ạ? Rồi, Thanh An cũng xin gửi lời chào và lời chúc đến tất cả các anh chị nhé. Đấy, hôm nay là một cái chủ đề vô cùng đặc biệt các anh chị. Nên là chúng ta cần phải ra quyết định cái nhé. Ra quyết định đó là gì? Tôi học tập trung, kỷ luật, học nhanh, nhớ ngay, hiểu sâu, ứng dụng ngay và ra tiền các anh chị nhé. Đấy, nhớ lâu, ứng dụng ra tiền. Đấy, được không ạ? Phải ra quyết định các anh chị. Vậy thì khi mà anh chị ra quyết định ấy, thì sao thì mình sẽ rất là tập trung trong cái việc học tập, sẽ không ai gọi các anh chị đâu, nhưng mà nếu như mà chúng ta không ra quyết định đó các anh chị, sao thì giống như là cái việc mà chúng ta không ra quyết định cho cái việc gì đó là trong cái lúc mà chúng ta học ấy, thì có người này người kia gọi, hết chồng gọi đến con gọi đến khách hàng gọi đấy, chắc chắn sẽ có ai đó sẽ cắt ngang cái phần mà anh chị đang ngồi học. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị đâu có ra quyết định đâu. Khi mà anh chị không ra quyết định thì người khác sẽ mang cái năng lượng đó, vay mượn cái năng lượng của các anh chị để đi thực hiện mục tiêu của họ. Giống như chúng ta không có lên kế hoạch làm việc trong một ngày thì ngày hôm đó sao các anh chị? Đó, năng lượng của các anh chị cũng được vay mượn để làm việc cho người khác. À, các anh chị nhớ không ạ? Ví dụ người ta nhờ anh chị đón con, người ta nhờ anh chị rước con giùm, nhờ anh chị làm một cái việc gì đó. Hoặc là anh chị đang làm cho một cái công ty nào đó hoặc đang làm một cái việc gì đó. Nếu như mà chúng ta không có mục tiêu, anh chị không có chủ động thiết lập cho mình một cái mục tiêu, nên người ta mới thuê mình về để mà thực hiện mục tiêu của người ta đó các anh chị. Nên là anh chị có hiểu cái câu chuyện là vay mượn năng lượng không ạ? Nếu như mà chúng ta không dùng cái năng lượng của mình này để thực hiện cái mục tiêu của chính mình thì người khác sẽ vay mượn cái năng lượng của các anh chị để thực hiện mục tiêu cho chính họ các anh chị nha. Cho nên cái việc mà chúng ta có mục tiêu ngày, mục tiêu tháng, mục tiêu năm, mục tiêu 6 tháng vô cùng quan trọng các anh chị. Còn nếu mà chúng ta chỉ học nhưng mà không có mục tiêu thì sao? Thì vũ trụ cũng sẽ dùng cái năng lượng này này để đem đến cho những người khác, họ vay mượn cái năng lượng của các anh chị để mà thực hiện mục tiêu của họ, được không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cần có mục tiêu các anh chị nhé. Ok các anh chị, cho nên là chúng ta cần phải ra quyết định đó là gì? Kỷ luật, học nhanh, nhớ lâu, hiểu sâu, ứng dụng ra tiền các anh chị, mình phải ra quyết định nha. Ok các anh chị ha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua cái công thức của người thành công, tiếp tục cái buổi ngày hôm qua ha. Đó là gì? Đó là sự kiện cộng với thái độ bằng kết quả các anh chị. Anh chị ghi vào vở đi ạ. Sự kiện cộng với thái độ bằng kết quả các anh chị. Đấy. Anh chị nhớ nha, sự kiện cộng với thái độ bằng kết quả. Đây là một cái công thức của người thành công. Khi mà anh chị ứng dụng công thức này vào trong cuộc sống của mình này, chúng ta không chỉ là đạt kết quả về tài chính đâu, mà chúng ta còn đạt được cái kết quả về các cái khía cạnh trong cuộc sống. Đó là gì? Đó là sức khỏe, đó là mối quan hệ nữa các anh chị. Sự kiện là sao? Sự kiện là tất cả những cái sự việc nó đến với cuộc đời của mình mà thường á, là chúng ta không có biết các anh chị. Thường là nó sẽ xảy ra một cách rất là bất ngờ, chúng ta không có biết. Nhưng mà mọi người thường hay có một cái suy nghĩ như thế này này. Ôi trời, tại sao cái việc này nó lại đến với mình? Nhưng mà anh chị nhớ này, không có một cái sự kiện hay một cái sự việc nào nó tự nhiên nó đến cả các anh chị. Anh chị có biết định luật bảo toàn năng lượng ngày xưa mình học lý không ạ? Không có gì tự nhiên sinh ra,
cũng không có gì tự nhiên mất đi các anh chị nhé, mà chỉ được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác thôi các anh chị. Hơi nước thì thành mây, mây thì thành mưa. À, đấy, à, và nó chuyển hóa các anh chị, nó chuyển hóa từ mây thành mưa. Đó. Thì tương tự như vậy, không có cái điều gì nó tự nhiên nó đến với các với cuộc đời của các anh chị cả. Đó. Thực ra khi mà chúng ta hiểu về quy luật nhân quả, quy luật hấp dẫn, hiểu về các cái định luật trong vũ trụ này, chúng ta sẽ thấy là à, tất cả những cái điều đó nó nằm bên trong tâm trí của mình rồi các anh chị. Ừ. Nó nằm bên trong tâm trí của mình rồi. À, nên chỉ những cái điều bên ngoài nó chỉ đang phản chiếu những cái hạt giống mà nó ở bên trong tâm trí các anh chị thôi. Đó. Mà bây giờ nó xảy ra. À. Và khi một cái sự kiện, một cái sự việc xảy ra thì nó không thay đổi được các anh chị. Chúng ta không thay đổi được cái chuyện nó đã xảy ra các anh chị. Đúng không ạ? À, nhưng mà cái điều quan trọng đó là gì? Cùng một cái sự kiện à, sẽ có sao? À, sự kiện thì à, giống nhau nhưng mà cái thái độ khác nhau á, thì sẽ tạo ra cái kết quả khác nhau các anh chị. À, vậy thì á, cái thái độ như thế nào thì mới tạo ra được kết quả? À, khi chúng ta sống thuận theo à, những cái quy luật vũ trụ và sống theo và luôn luôn liên tục ta gia tăng cái trí tuệ của bản thân lên mỗi ngày các anh chị, và chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức, chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn để luôn luôn tập trung vào những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực á, thì cái sự kiện á, nó đến với cuộc đời của các anh chị á, sẽ nhẹ nhàng dễ dàng à, với cuộc đời các anh chị hơn rất là nhiều người à, ở ngoài kia. Người ta không biết gì về luật hấp dẫn, không biết gì về sức mạnh tiềm thức cả, người ta không biết gì về cái việc mà gia tăng giá trị bản thân cả các anh chị, họ không biết gì về những quy luật vũ trụ. À, nên là anh chị thấy nè, cái hành trình mà chúng ta đang đi, những cái sự kiện, những cái sự việc mà chúng ta đang gặp mỗi ngày, à, thực ra ai cũng đều trải qua hết các anh chị. À, nên trong quyển sách Phép Màu có nói một cái điều như thế này này. À, đừng bao giờ nghĩ về quá khứ à, và nghĩ về những cái điều mà à, chưa được hạnh phúc. Đó là những cái điều mà ai cũng phải trải qua một vài lần. À, mà hãy nhìn vào những cái hạnh phúc mà chúng ta đang được nhận. À, biết ơn các anh chị. À. À, đừng có nhìn vào những cái điều chưa may mắn, chưa thuận lợi trong quá khứ. Thì cái điều đó tác giả có nói mà, đó là cái điều mà ai cũng phải trải qua một vài lần. À, ai phải trải qua các anh chị. À, và chúng ta à, chỉ nghĩ được như thế khi mà chúng ta có sự hiểu biết thôi các anh chị. Chúng ta hiểu được các cái quy luật vũ trụ. Nên á, những cái sự việc á, có thể đến theo không theo như ý chúng ta muốn. À, nhưng mà cái cách phản ứng của chúng ta tập trung phát triển bản thân của mình mỗi ngày thì sao? Thì mình thu hút, liên tục thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cái bản thân mình nhiều hơn các anh chị nhé. À, được không ạ? Và chúng ta sẽ đi qua cái sự kiện đó một cách rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng các anh chị. À, còn những người họ không biết gì về luật hấp dẫn, không biết gì về sức mạnh tiềm thức các anh chị, à, thì tối ngày họ chỉ tập trung vào nỗi sợ thôi. Và người ta sẽ liên tục thu hút những cái nỗi sợ, những cái sự lo lắng và những cái điều không tích cực đến với cuộc đời của họ các anh chị. Và hành trình của họ thì không có dễ dàng và không có dễ chịu một chút nào luôn các anh chị. À, và anh chị có thấy rằng à, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị à, ngồi trong buổi Zoom ngày hôm nay, à, trước khi mà chúng ta biết đến luật hấp dẫn, biết đến sức mạnh tiềm thức á, thì cuộc sống của mình nó chưa dễ dàng tí nào, thì có thể là cùng comment tôi được không ạ? Nó hết chuyện này chuyện kia à, chuyện nọ à, rồi mình cứ thắc mắc là ôi sao nó cứ đến với mình hoài à? À, nó đến liên hoàn luôn mà sao mà mình càng nói thì nó càng đến các anh chị, càng lo thì nó càng đến các anh chị. Mình cứ nghĩ là càng lo thì nó sẽ không đến à, nhưng mà anh chị thấy này, càng lo thì nó lại càng đến à, anh chị biết vì sao không ạ? Bởi vì trước đây chúng ta không có biết cách làm chủ cái tâm trí của mình các anh chị. Ừ, chúng ta cứ để tâm trí của mình đi lang thang các anh chị. À, rồi mình tập trung vào những cái điều không tích cực, nghe những thông tin không tích cực, rồi à, bàn tán, xôn xao, à, đổ lỗi, than phiền, oán trách. Và anh chị thấy này, với một cái thời kỳ mà thế giới phẳng, Internet kết nối vạn vật như thế, à, thì nó sẽ có hai mặt. Một á, là chúng ta sẽ hòa nhập với thế giới, có được à, những cái cơ hội nhiều hơn. À, nhưng đồng nghĩa với việc á, đó là gì? À, chúng ta cũng tiếp cận với những thông tin không tích cực nhiều hơn các anh chị. À, và chúng ta cần phải biết chọn lọc các anh chị nhé. Chúng ta phải biết chọn lọc chứ không phải cái gì cũng nghe, cái gì cũng xem, cái gì cũng cũng ngó vào các anh chị rồi bàn tán nữa.
Đó, chúng ta bị mất cái quyền kiểm soát tâm trí của mình. Và chúng ta cũng phải học, chúng ta phải học để mà chúng ta sống đúng với các cái quy luật vũ trụ các anh chị nha. Với những người mà họ không biết về sức mạnh tiềm thức, với những người mà họ không biết đến luật, các cái quy luật vũ trụ của các anh chị, có những cái sự kiện đến với cuộc đời họ, có thể họ không chịu đựng được đâu các anh chị, họ không chịu nổi luôn. Nên mới dẫn tới cái câu chuyện đó là gì, họ lựa chọn ngừng cuộc đời này. Bởi vì sao? Bởi vì họ mất cái quyền kiểm soát các anh chị nha. Họ không chịu đựng nổi khi mà những cái sự kiện đó nó xảy đến. Nên là anh chị rất là may mắn khi mà anh chị đang biết tới những cái quy luật của cuộc sống, anh chị biết đến câu lạc bộ, chúng ta cực kỳ may mắn đấy. Vì sao? Vì chúng ta biết được cái gốc rễ những cái sự kiện nó đến các anh chị là đến từ đâu, là từ đâu ạ? Nguồn gốc những cái sự kiện mà không tích cực đến là từ đâu các anh chị? Thanh Nam vừa nói ở trên các anh chị, đó là gì? Đó là do mình hay là do ai đó các anh chị? Đó là do chính bản thân mình không làm chủ được cái suy nghĩ của mình các anh chị nha. Do mình không làm chủ được tâm trí của mình. Nên á, anh chị thấy may mắn chưa, khi mà nếu như mà mình biết cái cách là làm chủ cái tâm trí của mình. Bây giờ mình phải biết cách đó là gì, những cái điều gì trong tâm trí của chúng ta mà không tích cực thì mình phải học cái cách chuyển hóa nó các anh chị nha. Và những người ngoài kia họ không biết đâu các anh chị. Cho nên á, là mọi người thấy sứ mệnh của Thanh An và câu lạc bộ các anh chị. Đó là gì? Đó là câu lạc bộ của chúng ta rất là tích cực trong cái việc lan tỏa và trao những cái giá trị này. Và Thanh An cũng rất là mong muốn mọi người biết được cái điều này nhiều hơn nữa các anh chị. Để làm gì? Để họ làm chủ được cái tâm trí của họ, họ hiểu được các cái quy luật vũ trụ, để họ sống đúng, giúp cho cuộc đời này an yên các anh chị, nhẹ nhàng hơn, thành công nó cũng dễ dàng hơn các anh chị, đúng không ạ? Tất cả những người thành công họ đều đi qua một cái hành trình, nó cũng gian truân các anh chị. Thì tất cả những người ngoài kia họ cũng vậy, họ cũng đang rất là bế tắc. Nhưng mà Thanh An cũng rất là vui. Vì sao? Vì mình biết đến các cái quy luật của vũ trụ các anh chị, mình biết đến luật hấp dẫn thì trên từng cái bước mình đi được hậu thuẫn các anh chị đấy. Được không ạ? Và Thanh An cũng có một cái câu chuyện như thế này này. Thanh An cũng có một cái câu chuyện của một anh chị trong liên minh gia tộc các anh chị ha. Đó là gì? Có một chị cũng biết đến bộ, đến cái bộ mà 28 ngày thực hành lòng biết ơn các anh chị. Thì chị thực hành là tới ngày số 2 các anh chị, là ngày ngày hòn đá nhiệm màu á. Mà trước đó là chị hay bị mất ngủ, mà chị cũng không tích cực trong giấc ngủ, mà cũng không có được thoải mái nữa các anh chị, ngủ hay có người ghé thăm đấy, hay bị như thế từ cái lúc mà xuyên suốt, từ cái lúc mà chị lấy chồng bây giờ, buổi tối, và chị rất là sợ, chị không dám ngủ. Nhưng mà sau khoảng tầm là một tuần học với câu lạc bộ các anh chị, và mình cũng biết được là cái nguyên nhân của chị đó, làm sao mà buổi tối họ ngủ không được yên là sao, là do ban ngày nghỉ không tích cực các anh chị. Ban ngày nghỉ không tích cực nên nó thu hút những cái điều cùng tần số mà. Đó. Khi mà và chị cũng kể lại cho các anh chị trong liên minh của chúng ta đó là gì, khi mà chị thực hành, chị cầm hòn đá của lòng biết ơn, nghe là hết, là ngủ rất là ngon, không bị gì đó đè nữa đấy. Đôi khi cái việc mà chúng ta suy nghĩ những cái điều mà không được tích cực trong ngày các anh chị, nó thu hút đến những cái điều đó ha. Đó. Chị đó mất ngủ trong nhiều năm vừa qua, và mọi người thấy không ạ, nếu như mà mình mất ngủ anh chị thấy có khó chịu không ạ? Anh chị có bao giờ bị khó ngủ không? Nhưng mà chị này, chị đã chịu đựng nhiều năm tháng rồi các anh chị, lấy chồng bao nhiêu năm rồi, và cứ mất ngủ như thế trong nhiều năm, và cũng sử dụng nhiều phương pháp uống thuốc này kia nhưng mà cũng không có được.
À, nhưng mà khi mà chị được nghe một cái sự chia sẻ của các anh chị trong câu lạc bộ thì họ ứng dụng, họ có kết quả các anh chị. Nhưng mà những cái kiến thức này cũng là từ trong sách ra mà thôi. Mà họ không biết tới. Vì sao vậy? Họ không đọc sách vì họ không có cơ hội tiếp cận các anh chị. À. Khi mà mình biết được cái gốc rễ, mình biết được cái nguyên nhân các anh chị, mình chỉ cần đưa cho họ đúng được cái giải pháp thôi. Đó. Đường mạch và rất là tuyệt vời. Đó là cái người chị mà cải thiện được mối quan hệ với chồng của các anh chị. Cải thiện mối quan hệ với chồng mà hôm trước là câu chuyện mà chị không được khỏe, rồi sức khỏe không ok, rồi cảm thấy không xứng đáng với chồng, rồi có cái người khác xuất hiện rồi không vui. Cái câu chuyện đó anh chị nhớ không ạ? Mà đơn giản đó là gì? Chia sẻ cho chị cái cách biết lòng biết ơn thôi các anh chị. Chị chuyển hóa được. Và anh chị nhớ này, tất cả những cái điều gì mà chúng ta gặp ngày hôm nay đều là những cái điều mà chúng ta đã gieo trong quá khứ rồi. Và anh chị gieo thì anh chị gặt ra. Và nếu như mà chúng ta gặt xong rồi thì chúng ta phải gieo lại thôi các anh chị. Nên cái việc á mà chúng ta trao, nên cái việc á mà Thanh An chia sẻ những cái câu, những cái giá trị này cho nhiều người biết đến đó các anh chị, họ hiểu được các cái quy luật vũ trụ, họ sống đúng á thì sao, cuộc đời sẽ rất là an nhiên, cuộc đời sẽ rất là dễ chịu các anh chị ấy, tuyệt vời không ạ? Nên là chúng ta chúc mừng cho bản thân mình đi. Chắc chắn anh chị phải ra một cái quyết định nào đó, anh chị mới gặp được câu lạc bộ, anh chị mới gặp được nhóm học tập được không ạ? Nên chúng ta mới ngồi đây cùng với nhau để tìm hiểu về các cái quy luật, tìm hiểu về những cái điều mà cải thiện trong cái việc mà trong cái cuộc sống của chúng ta, cải thiện các cái khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta các anh chị nhé. Đấy, nên là hãy chúc mừng cho chính mình vì mình đã ra một cái quyết định nào đó đây các anh chị. Đấy. Khi mà chúng ta hiểu về các cái quy luật vũ trụ, chúng ta sẽ thấy là trên từng bước đều đi, chúng ta sẽ được hậu thuẫn rất là nhiều. Mà anh chị biết không ạ, những cái quy luật này thì hầu như là rất là ít người biết các anh chị. Và rất là nhiều con người ngoài kia, hàng triệu con người ngoài kia họ đang rất là loay hoay, đang rất là chật vật các anh chị. Chắc là họ cũng đang bế tắc trong tất cả các khía cạnh. Đó là gì? Đó là tài chính, đó là sức khỏe, đó là mối quan hệ. Và họ cũng là loay hoay hoài, rồi cuối cùng sống một cái cuộc đời rất là bình thường. Thậm chí là không có gì nổi bật, không có gì rực rỡ các anh chị. Sinh ra và lớn lên, không có được hưởng thụ một cái cuộc, không có hưởng thụ trọn vẹn một cái điều gì hết các anh chị. Nên là khi mà mình biết những cái điều vô cùng tuyệt vời này thì mình hãy lan tỏa, mình chia sẻ. Chứ còn nói về cái sự thành công trong câu lạc bộ, trong nhóm học tập của các anh chị, thì rất là nhiều anh chị đã tự do về tài chính, tự do về thời gian, tự do về không gian rồi các anh chị. Đâu có cần phải gọi là lên chung với mình mỗi ngày đâu, nhưng mà mọi người vẫn rất là chăm chỉ, rất là liên tục trao giá trị, bởi vì đây là những giá trị vô cùng tuyệt vời mà nếu như anh chị ứng dụng được thành công, anh chị sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình nó rất là thuận lợi, rất là dễ dàng các anh chị nha. Đấy, được không ạ? Và có một cái câu chuyện như thế này nè, về cái công việc các anh chị. Về cái công việc, về cái sứ mệnh cuộc đời, thì có những cái câu hỏi như thế này, nghe sứ mệnh thì nó rất là một cái gì đó to lớn đúng không các anh chị, nhưng mà anh chị trả lời được những cái câu hỏi này đi, thì mình sẽ tìm ra được những cái điều mà giúp cho các anh chị đạt được những cái điều mà anh chị mong muốn ha. Là gì? Nếu như trong cái công việc của anh chị, trong cái công việc mà anh chị đang làm, mà anh chị đã đạt được cái sự tự do về tài chính, đạt được cái mức lợi nhuận mà anh chị mong muốn, nếu như mà cái công việc đó đạt được, anh chị đạt được cái mức lợi nhuận mong muốn rồi thì sao? Thì anh chị có làm nó nữa hay không? Anh chị tự đặt cái câu hỏi đó nha. Nếu như mà cái công việc này anh chị đạt được 100 triệu rồi, anh chị có làm được không? Công việc của anh chị đang làm ấy. Đấy. Nếu như anh chị trả lời được cái câu hỏi này thì anh chị biết được rằng đó có phải là cái sứ mệnh của các anh chị hay không? Đó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi tiếp theo đó là gì? Nếu như cái công việc này này trong cái thời gian đầu tiên mà chưa tạo ra tiền thì anh chị có làm hay không? Tạm thời trong thời gian đầu tiên chưa ra tiền anh chị có làm hay không thì anh chị biết ngay.
À, vì có một vài anh chị hỏi Thanh An như thế này nè. Em ơi, chị tính đi kinh doanh. Cái công việc cũ của chị tính đổi sản phẩm kinh doanh. Cái sản phẩm hiện tại của chị thì hiện tại không có thu nhập cao, chị tính đổi sang sản phẩm mới. Cái Thanh An hỏi cái Thanh An chỉ cho chị cái cách ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn để làm gì, để thu hút về cái dòng tiền. Các chị thu hút được dòng tiền rất lớn. Xong rồi sau đó chị nói là em ơi, chị muốn đổi cái mới, chị muốn đổi cái mới. Thế Thanh An cũng hỏi là nếu như bây giờ chị đổi cái mới đi mà công việc mới này tạm thời nó chưa ra tiền trong thời gian đầu, chị có làm hay không? Thì chị nói là em ơi, làm không ra tiền thì làm gì vậy? Chị làm vì tiền mà. Đấy. Nên là anh chị phải nhớ nè, cái sứ mệnh của các anh chị, để anh chị tìm ra được sứ mệnh, anh chị bắt đầu trả lời hai cái câu hỏi đó đi ạ. Và sứ mệnh của các anh chị phải gắn liền với cái việc mà mình giúp giá trị trao cho cộng đồng. Và anh chị phải nhớ này, cái từ sứ mệnh nó rất là cao cả các anh chị. Nó là cái việc mà mình giúp đỡ cho rất là nhiều người, chứ không phải là cái việc mà mình chỉ là đi làm xong rồi cống hiến cho công ty đâu các anh chị. Ấy, cho nên cái chìa khóa ở đây đó là gì, đó là mình cần phải làm chủ được tâm trí của mình, thì mình sẽ làm chủ được những cái sự kiện, những cái sự việc nó đến với cái cuộc đời của mình các anh chị. Sự việc nó đã xảy ra rồi á, thì cho dù anh chị có không vui, anh chị có không tích cực, có thay đổi được không các anh chị ơi? Có thay đổi được không ạ? Không thay đổi được các anh chị nha. Bây giờ không vui, dậy đàn đạt, khóc mấy ngày mấy đêm, thay đổi được không ạ? Không, vẫn không thay đổi được các anh chị nha. Nhưng mà quan trọng là gì? Nhưng mà quan trọng á, cái thái độ của các anh chị á, sẽ quyết định cái kết quả của chính mình. Một á, là anh chị ngồi đó, anh chị tự suy diễn, anh chị tự suy nghĩ lung tung, dẫn tới là cái gì? Dẫn tới là suy nghĩ không tích cực, rồi không có năng lượng, rồi không có làm được gì hết, không hành động, cứ nằm đó dậy đàn đạt hoài. Nếu như mà mình lựa chọn cái thái độ đó thì cái kết quả của chúng ta càng ngày càng đi xuống và không có được cái kết quả nào hết các chị. Chiến lược này có hiệu quả không ạ? Chiến lược này mà hiệu quả thì nó có kết quả lâu rồi nha. Và anh chị thấy là bao nhiêu lâu nay cái chiến lược này nó đâu có hiệu quả đâu. Chiến lược này không hiệu quả các chị, nên mình phải thay đổi cái chiến lược mới. Người giàu á, khi mà họ đứng trước một cái sự kiện á các anh chị, họ biết rằng đó là gì, dù á cái sự kiện như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn phải tạo ra cái kết quả. Ví dụ như là trong 2 năm vừa qua, thế giới của chúng ta có một cô nào đó ghé thăm đó các anh chị, đến là đến chung nha. Cái sự kiện đó không có lượng, nhưng mà vẫn đến, cái sự kiện đó nó đến chung cho cả thế giới trong vòng 2 năm đó các anh chị. Nhưng mà sao, nhưng mà người giàu vẫn liên tục giàu lên, và cũng có rất là nhiều người không giàu các anh chị. Một sự kiện tất cả mọi người đều gặp, và cái sự kiện này là cái sự kiện mà không ai thay đổi được, và mình chỉ có thể thay đổi được thái độ thôi các anh chị. Thái độ khác nhau thì tạo ra cái kết quả khác nhau. Đầu tiên á, là chúng ta phải tập trung vào cái thái độ của mình chứ không phải sự kiện các anh chị nha. Mình phải đặt câu hỏi, mình phải thay đổi câu hỏi, thay vì mình cứ hỏi là tại sao, tại sao, đổ thừa cho người này người kia, thị trường, mà mình phải thay đổi đó là gì, đó là phải tập trung vào cái thái độ, không phải sự kiện đâu các anh chị. Vì cái sự kiện đã xảy ra rồi là mình không có thay đổi được đâu các anh chị, không có sửa được đâu. Nhưng mà mình làm chủ được cái thái độ của mình các anh chị. Và quyền năng lớn nhất của con người đó là quyền năng được lựa chọn và ra quyết định. Được không ạ? Mình có thể thay đổi, lựa chọn cái thái độ tích cực mà các anh chị. Nhưng mà anh chị nhớ lưu ý nè, thái độ tích cực cộng với cái sự hiểu biết, thái độ tích cực cộng với cái việc mà chịu trách nhiệm các anh chị nha, chịu trách nhiệm cho cái kết quả của mình. Chứ không phải thái độ tích cực xong rồi để đó không tốt nghiệp bài học các anh chị. Anh chị lưu ý nha, thái độ tích cực phải đi đôi với cái sự hiểu biết và tốt nghiệp bài học các anh chị đấy. Thái độ của người giàu đó, thái độ của người thành công và giàu có đó là gì, đó họ luôn chịu trách nhiệm 100% cho cái kết quả của họ, cho dù cái sự kiện này xảy ra như thế nào đi chăng chăng nữa.
cái sự kiện đó nó xảy đến, nhưng mà bên trong tâm trí của họ luôn có cái sự xác quyết là họ đạt được cái mục tiêu này bằng mọi giá các anh chị. Bằng không biết là chuyện gì xảy ra, thị trường như thế nào, sự kiện nó xảy ra như thế nào, nhưng mà bằng mọi giá tôi phải đạt được cái mục tiêu của tôi ấy. Được không ạ? Và anh chị biết không ạ, bên trong của mình chính anh chị là cái người thầy của chính mình. Anh chị là người thầy của chính mình đó, anh chị chính là chuyên gia tư vấn cho chính mình đó, mình là người tư vấn cho chính mình. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mình muốn có một người chuyên gia tư vấn cho chính mình, có đầy đủ kiến thức, có đầy đủ trí tuệ, một cái người chuyên gia xuất sắc nhất thế giới tư vấn cho chính mình thì có thể cùng comment tôi được không ạ? Và anh chị nhớ này, cái người chuyên gia đó đó là mình đó các anh chị. Và anh chị biết nè, khi mà một cái sự kiện nào đó nó xảy ra đối với các anh chị thì ai là cái người đầu tiên tư vấn cho các anh chị ạ? Anh chị có đi hỏi người thành công liền được không ạ? Khi mà một cái sự kiện nào đó nó đến, ai là cái người tư vấn đầu tiên các anh chị? Chính mình đấy. Anh chị khi một sự kiện tới, anh chị sẽ thấy có những cái sự kiện, có những cái tiếng nói đầu tiên trong đầu mình là nó nói lên đầu tiên các anh chị. Chưa kịp hỏi ai bên ngoài thì cái ông chuyên gia bên trong mình đã tư vấn rất là nhiệt tình rồi, chưa cần xin cũng nói, chưa cần hỏi cũng trả lời luôn, tư vấn rất là nhiệt tình các anh chị. Mà để mình có một cái ông chuyên gia cố vấn tuyệt vời cố vấn cho mình thì ông chuyên gia đó cũng phải là phát triển, cũng phải đầu tư cho cái việc học tập các anh chị, phải gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên. Chứ bây giờ ông tư vấn cho mình sao, ông toàn tư vấn bằng lùi không các anh chị, toàn tư vấn bằng lùi, không xin cũng nói, không hỏi cũng trả lời, vừa thấy một cái sự kiện nào đó tới cái là bằng lùi ngay các anh chị. Rồi xong, thấy chưa, thôi xong rồi, xong rồi, như này rồi không đạt mục tiêu rồi, toàn bằng lùi thôi các anh chị. Đúng hay rất đúng các anh chị ơi. Khi mà ngày xưa các cái sự kiện sự việc nó đến, anh chị thấy thì sao? Cái điều đầu tiên mà mình nghĩ tới đó là gì? Thôi xong rồi, cái nỗi lo lắng, cái nỗi sợ nhiều hơn đúng không ạ? Cái ông này tư vấn là sao? Dẫn chứng cho các anh chị thấy, thôi xong rồi, tiêu rồi, có không ạ? Ông này ông lanh ghê lắm các anh chị, nhưng mà lanh đây là lanh chanh đó, lanh chanh đó. Không ai mượn luôn. Nên là chúng ta cần phải đầu tư cho ông cố vấn này đi học liền đi các anh chị ơi. Nâng cao trí tuệ, nâng cao chuyên môn, nâng cao cái sự hiểu biết đi các anh chị, để làm sao để tư vấn cho chính xác. Chứ bây giờ tư vấn gì mà toàn bằng lùi không à các anh chị, tư vấn gì mà bằng lùi hoài làm toàn cho mình làm tụt năng lượng không rồi tư vấn gì mà sao làm cho mình sợ hơn các anh chị. Thay vì đứng trước một cái sự việc sự kiện cũng giống như cũ, thay vì ông chuyên gia bàn lùi, bây giờ mình phải 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 giúp cho ông này phát triển lên các anh chị, gửi ông này đi học được các anh chị, chứ tư vấn gì mà lanh quá. Ví dụ như ông cũ là gì, gặp sự kiện cái bắt đầu ông hù mình ngay, hù sợ. Vậy nên anh chị nhớ này, một cái câu rất là nổi tiếng đó là gì, chiến thắng cái trò chơi trong tâm trí là cái chiến thắng vẻ vang nhất. Vẻ vang nhất các anh chị. Và ngày trước thì Thanh An cũng hay được cái ông tư vấn này bàn ra, kéo mình xuống mà các anh chị. Nhưng mà may quá, Thanh An gửi cho ông này đi du học ngay các anh chị, đi du học ngay. Bây giờ ông may quá, bây giờ ông tư vấn một cách thông minh hơn, có trí tuệ hơn. Và mỗi lần có những cái sự kiện mà không như ý đến cuộc đời Thanh An các anh chị, thì ông này bắt đầu nói với mình rằng đó là gì, chủ nhân ơi, điều này đến giúp cho chủ nhân thành công hơn đó. Chủ nhân xem cái bài học ở đây là gì, tốt nghiệp đi. Tốt nghiệp xong rồi thì mình thay đổi, mình cải thiện, mình hoàn thiện các anh chị, sẽ giúp cho mình thành công hơn, và đi nhanh hơn các anh chị, hoàn thành được mục tiêu của mình đấy. Thế mình tự nhiên mình thấy là ô, ông này coi bộ có vẻ được hơn rồi các anh chị, đầu tư cho đi học cho phát triển có khác các anh chị đấy. Và ông tư vấn
À, mình nâng cấp đó, Thanh An là nâng cấp bằng cái gì? À, bằng cái cách là đi học hỏi trực tiếp từ những cái người thành công anh chị, à, học từ người thành công và thành công luôn đấy, à, cho đi gặp các doanh nhân xuất chúng các anh chị nha. Vậy nên đó, đầu tiên này, chính mình là cái người đang cố vấn cho chính mình mỗi ngày các anh chị, à, mình phải cho ông đi học đi, cho ông đi học đi, chứ còn không ông không có kiến thức, ông toàn bàn ra thôi các anh chị. Ừ. Mình cho đi học đi để cho có kiến thức, có trí tuệ, à, được không? Ừ. Cho học để mà tư vấn đúng cách các anh chị, à, chứ bây giờ, à, chưa gì đã tư vấn mà tư vấn toàn bàn lùi không các anh chị, hỏi không trả lời, à. À, một cái sự kiện mới xảy ra chưa kịp bình tĩnh lại, à, đã có tiếng nói nhỏ bên trong nhảy lên rồi. Ừ. À, anh chị cho ông này đi học thì sao, anh chị có trí tuệ, anh chị có kiến thức, ông này ông có trí tuệ, ông có kiến thức, thì khi mà một cái sự kiện nó đến thì anh chị sẽ biết cái cách chuyển hóa những cái sự việc nó đến các anh chị. Anh chị tập trung vào cái kết quả mà anh chị muốn để anh chị thu hút những cái điều tốt, tích cực và tốt đẹp vượt qua cái thử thách này các anh chị. Ừ. Và khi mà anh chị đồng hành cùng với câu lạc bộ, anh chị có những người thầy, có những người bạn, à, đồng hành cùng với chúng ta. À, và khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ, có những cái mà, à, điều mà chưa chuyển hóa được á, thì sáng thì chúng ta có người để hỏi các anh chị đấy. Nếu như chúng ta có trí tuệ, có sự hiểu biết á, chúng ta sẽ chuyển hóa được. Còn nếu như mà chúng ta không có, à, chuyển hóa được thì sao, may quá chúng ta có những người thầy, à, đang đồng hành cùng với chúng ta các anh chị, à, tuyệt vời hay rất tuyệt vời các anh chị. À, một á, là anh chị cho ông đi học đi. Ừ. Hai là sao? À, mình phải cày ra, tróc vẩy để xử lý những cái hỗn độn mà ổng bày ra các anh chị. À, vì sao? Vì tâm trí của các anh chị có cái gì á, thì nó hút chính xác những cái điều đó các anh chị. Không có gì tự nhiên sinh ra, không có gì tự nhiên mất đi các anh chị. À, anh chị có những cái suy nghĩ gì, anh chị có những cái hạt giống gì thì nó sẽ thu hút đến cuộc đời các anh chị ơi. Đấy, anh chị mà không cho ổng đi học, à, anh chị cứ để cho ổng tư vấn cho mình hoài á. Đó là gì? Đó là mình phải liên tục dọn dẹp những cái thành tựu mà ông tạo ra các anh chị. Thành tựu trong ngoặc kép các anh chị nha. À, được không ạ? Ví dụ như là chúng ta có một cái suy nghĩ, đó là gì? Đó là chúng ta không làm được các anh chị. Ừ. Khi mà chúng ta, à, có tư duy, có kiến thức, được học tập từ câu lạc bộ rồi, chúng ta sẽ tự chuyển hóa như thế này. À, những cái lúc mà anh chị đặt ra mục tiêu, à, anh chị không biết là có đạt được hay không. À, ông cố vấn mà được đi học á thì ông sẽ tư vấn như thế này này, à, chủ nhân ơi, mình có sức mạnh tiềm thức mà, mình học về luật hấp dẫn mà đấy, à, mình đang có kiến thức, mình đang có tư duy mà, mình đang có thể làm được tất cả mọi thứ bằng sức mạnh tiềm thức mà đấy. Ông được đi học, ông sẽ nói như thế các anh chị. À, rồi ông còn nói thêm này, à, ngày xưa mình chưa đạt được bởi vì mình chưa có biết đến công cụ, chưa biết đến sức mạnh tiềm thức thôi. Bây giờ mình có môi trường câu lạc bộ, mình có những người bạn đồng hành này. Đó. Yeah. Đấy, đạt được mục tiêu đó. Đó. Mình thấy ông tư vấn này có bộ có vẻ được các anh chị. Đó. Mình thấy có những cái lúc mà không tích cực thì mình tự chuyển hóa các anh chị nha. Mình chỉ tự chuyển hóa được khi mình có kiến thức, có tư duy, có sự hiểu biết thôi các anh chị. Ừ. Còn nếu như chính bản thân mình còn chưa chuyển hóa được từ không tích cực sang tích cực. Ừ. À, mình đã ngồi xuống nói chuyện với tiếng nhỏ, nói nhỏ của mình rồi nhưng mà mình nói không lại các anh chị, à, anh chị nào á, à, mà chúng ta đang chưa nói chuyện lại, à, không nói chuyện lại được với tiếng nói nhỏ của mình á, thì mình hãy tham gia ngay vào những cái chương trình huấn luyện các anh chị, để mình làm gì, để mình có cái người thầy, à, để mình hướng dẫn cho các anh chị. Khi mà mình có những cái tư duy nào mình chưa biết, mình chưa rõ thì có những người thầy dẫn đường, à, hướng dẫn cho mình nói, mình hỏi. À, họ đã đi qua rồi các anh chị, họ đi qua rồi, à, họ sẽ chỉ cái cách cho các anh chị đi cho nó nhanh, được không ạ? Còn ông cố vấn mà không có tư duy, không có kiến thức, không có tầm nhìn, toàn tư vấn cố vấn cho mình đi xuống không à các anh chị, à, được không ạ? À, ông cố vấn gì mà, à, toàn kéo mình đi xuống không à? À, mà ai là cái người đầu tư cho cái ông tư vấn các anh chị? À, chắc là Thanh An chắc không anh chị nha. Anh chị phải là cái người đầu tư, à, cho ông cố vấn nha, để ông phát triển lên các anh chị, để ông tư vấn cho mình những cái điều đúng đắn nha. Ừ.
À, ông phát triển lên, ông gia tăng cái giá trị lên thì ông mới có những cái điều đúng đắn tư vấn cho các anh chị. Chứ không thôi ông lăng chăng lắm các anh chị nha. Không làm chủ được tâm trí của mình thì sẽ suốt ngày đi dọn dẹp những cái mà không hay thôi. Đấy, vậy nên chiến thắng. Chiến thắng, chính mình là chiến thắng vẻ vang nhất các anh chị. Chứ bây giờ ông không có đi học, ông toàn tư vấn mình bàn lùi không các anh chị, được không ạ? Cho nên cái công thức đó là gì? Đó là sự kiện cộng với thái độ bằng kết quả các anh chị. Cái chìa khóa ở đây thay đổi cái sự kiện, thay đổi cái kết quả đến với chính mình, đó là gì? Là cái thái độ các anh chị nhé. Thái độ các anh chị, cho nên chúng ta phải luôn luôn lựa chọn những cái thái độ giúp cho chúng ta có thật nhiều năng lượng các anh chị. Đứng trước một cái sự kiện nào đó, hãy chọn lựa cái thái độ giúp cho chúng ta có nhiều năng lượng các chị nha, giúp cho chúng ta tiến về phía trước và đạt được mục tiêu, được không ạ? Đừng có chọn cái thái độ gọi là gì lắc đầu luôn, những cái thái độ mà không đi được tiếp với các anh chị. Thôi mình đừng lựa chọn những thái độ đó nữa các anh chị nha. Cho nên chúng ta phải luôn luôn ngồi với chính mình để lựa chọn những cái thái độ nào mà giúp cho mình tiến lên về phía trước các anh chị nha. Đấy, được không ạ? Bây giờ suy nghĩ không tích cực, cái cuối cùng không có lợi, không có sức khỏe, không có hòa hợp mối quan hệ, không có tài chính, cuối cùng đâu có được gì đâu các anh chị. Chúng ta lựa chọn cái thái độ không tích cực, cuối cùng không có gì hết các anh chị. Đấy, giờ suy nghĩ không có tích cực thì đâu có khỏe đâu. Thấy thấy cuộc sống nó không được thuận lợi các anh chị. Sức khỏe thì không ok, mối quan hệ thì không hòa hợp, tài chính thì không có. Anh chị đừng có nghĩ là những cái suy nghĩ của mình không có sức mạnh nha. Suy nghĩ của mình chính là sức mạnh đó các anh chị. Anh chị để ý nè. Anh chị mà không tích cực trong một thời gian, anh chị cảm thấy là mình không có được khỏe luôn đó các anh chị. Tự nhiên cứ đi ra đi vào trong công viên chữ thập đỏ hoài. Anh chị thấy những cái người nào mà thường hay đi công viên chữ thập đỏ các anh chị thấy họ có vui vẻ không ạ? Thường lúc đó mình thấy những người tham gia, mình thấy những cái người mà ở trong công viên ấy các anh chị, thì sao họ thường có những cái thái độ đó là gì? Không được tích cực, không được vui vẻ các anh chị. Bây giờ chúng ta phải lựa chọn những cái thái độ tích cực đối với những cái sự việc xảy ra các anh chị nhé. Những cái sự kiện xảy ra thì mình không thay đổi được các anh chị, nên cái quan trọng đó là gì? Đó là cái thái độ của chúng ta tập trung vào những cái điều tích cực, những cái mặt lợi ích và cơ hội các anh chị. Và phải luôn luôn nói với chính mình này, cho dù như thế nào, cho dù ra sao, mình cũng phải hoàn thành cái mục tiêu của mình và mình tốt nghiệp cái bài học các chị. Phải tốt nghiệp bài học các anh chị nha, chứ không phải là sự kiện xảy ra rồi rồi mình nói anh em tích cực lên mà không học bài học gì hết thì đó là không được các anh chị nha. Chứ không phải là anh chị vô câu lạc bộ, anh chị nghe xong anh chị nói là ô gặp một cái sự kiện là phải tích cực lên. Bây giờ một cái sự kiện đến rồi không thay đổi được, thôi bây giờ cứ vui đi, bây giờ cứ tích cực đi, vui lên anh em. Nhưng mà sao, nhưng mà anh chị không có chịu trách nhiệm, anh chị không có sự hiểu biết về cái việc mà mình phải tốt nghiệp bài học này á, mình học được cái bài học gì từ bài học, từ cái sự kiện này, mình không cải thiện mình lên á, phát triển mình lên thì sao? Thì á, nếu như mình không tốt nghiệp được á, thì mình phải gặp hoài à các anh chị. Giống như anh chị hiểu một cái câu chuyện như thế này nè. Ví dụ khi mà giống như anh chị đi trên một cái thuyền nha, nó đang bị tràn nước vào, có nghĩa là sao? Có nghĩa là trên thuyền của mình đang có một cái lỗ hổng. Vậy thì mình phải tìm ra được cái lỗ hổng đó để mình trám lại các anh chị, thì nước nó sẽ không tràn vào nữa. Chứ nước nó cứ tràn vào cái thuyền mà mình cứ đứng mình nhảy, xong rồi mình cứ nói là ồ không sao, sự kiện diễn ra rồi, giờ có không vui thì nước vẫn tràn vào thuyền, cho nên cứ tích cực lên rồi cứ để nước tràn vào thì sao? Câu chuyện là sao? Là thuyền nó chìm thôi các anh chị. Anh chị hiểu cái câu chuyện này không ạ? Nếu như mà chúng ta không trám cái lỗ này á, sự kiện nước tràn vào thuyền á, thì anh chị thấy này, cho dù có không vui không tích cực thì nước vẫn tràn vào thuyền. Cho nên tích cực lên, không thèm trám.
Thế thì không được các anh chị nhé. Vậy thì chúng ta phải hiểu này, thái độ tích cực nó phải đi đôi với sự hiểu biết nha các anh chị. À, thái độ tích cực cộng với sự hiểu biết, và mình phải chịu trách nhiệm với mọi kết quả đến với cuộc đời mình, được không ạ? À, trám lỗ hổng bằng cách nào các anh chị? Trám lỗ hổng bằng cách là mình phải tốt nghiệp bài học. À, anh chị nhớ nha, mình phải tốt nghiệp bài học các anh chị. À, chúng ta phải biết á, cái điều này đến nó là từ đâu, nó đến từ cái thói quen của mình. Chắc là do mình chưa có những cái thói quen chưa được tốt các anh chị, vậy nên việc của mình đó là gì, mình cần phải tốt nghiệp bài học, mình cần phải hoàn thiện cái chính mình phải thay đổi cái thói quen. À, chứ không phải là mình để đó rồi mình kệ các anh chị. Không phải là ôi sự kiện đến rồi tích cực lên, xong rồi cứ để thuyền cái lỗ hổng trên thuyền cho nước nó cứ chảy vào. Thuyền nó chỉ chạy được khi mà cái thuyền nó còn nguyên vẹn thôi các anh chị ơi, chứ còn bây giờ nước nó tràn vào sao mà chạy. Nên vậy nên nhiều anh chị thấy nha, làm ra rất là nhiều tiền nhưng mà không giữ được tiền. Hoặc là làm ra tiền rồi nhưng mà không biết cái cách để gia tăng cái dòng tiền của mình lên, gia tăng cái tài sản của mình lên. Không giữ được tiền, cứ không biết lý do tại sao không giữ được tiền mà cứ nghĩ là do cái số. Cái số mình không giữ được tiền, cái số mình không phải số dòng. Nhưng mà anh chị không biết được rằng đó là do cái nhiệt kế tài chính của mình nó không có gia tăng lên, nên anh chị chỉ kiếm được cái số tiền á nó bằng đúng cái nhiệt kế của mình thôi. Đấy, nên là anh chị thấy này, nếu nếu giống như là cái ly nước á các anh chị, câu chuyện nó giống như là cái ly nước á. Nếu mà cái ly nước này á, nó chỉ chứa được 500 ml thôi, mà anh chị lấy một cái ca nước 1 lít anh chị đổ vào cái ly nước á, thì sao, thì nó tràn ra 500 ml ra ngoài ấy. Giống như cái khả năng, giống như cái năng lực giữ tiền của các anh chị chỉ ở mức 100 triệu thôi, thì tự nhiên có một cái cơ hội, có một cái thị trường gì đó nó tăng trưởng, anh chị kiếm được 1 tỷ, thì bằng một cách tuyệt vời nào đó 900 triệu kia nó sẽ đi, và nó chỉ để lại cho các anh chị vừa đúng 100 triệu, vừa đúng cái số tiền mà anh chị có khả năng quản lý thôi. Chứ không phải là do số anh chị không giàu, do số anh chị biết đủ là đủ rồi. Mình không phải là người may mắn, mình không phải là người có số giàu các anh chị nha. Mình phải nhìn sâu sắc lên các anh chị, mình phải nhìn sâu sắc cái bài học của mình lên. Đó là gì? Mình cần phải phát triển cái bản thân của mình lên. Trong cái vũ trụ này, sinh ra đâu có ai đóng dấu cho mình là người này được giàu, người kia không giàu, được giàu không giàu đâu các anh chị. Đó, mà tất cả chúng ta đều có một cái quyền năng trở nên giàu có như nhau các anh chị. Và cái sự giàu có của vũ trụ là dư giả đủ đầy cho tất cả mọi người luôn. Đó. Chứ nếu như mà cái sự giàu có mà phân chia không có đủ cho tất cả mọi người thì làm sao mà có nhiều người họ trở thành tỷ phú đến như vậy các anh chị. Tỷ phú đô la trên thế giới là tính ra cả mấy ngàn người các anh chị. Và 1 tỷ phú, và có những người họ sở hữu hàng trăm tỷ đô mà các anh chị, và liên tục hàng năm đều có người mới gia nhập vào cái danh sách đó đấy. Nên anh chị đừng có sợ là không có đủ, mà anh chị chỉ có một cái suy nghĩ như này, đó là gì, mình có đủ năng lực để mình kiếm được hay không thôi, có giữ được hay không thôi, và nhân được gia tăng cái dòng tiền lên được hay không thôi. Cho nên á, có rất là nhiều anh chị kiếm tiền rất giỏi mà bây giờ chúng ta không giữ được bao nhiêu, thì chúng ta phải tốt nghiệp được bài học các anh chị nha. Đó, chúng ta phải tốt nghiệp cái bài học quản lý tiền bạc các anh chị đấy. Có nhiều anh chị kiếm được rất là nhiều tiền nhưng mà nhìn đi nhìn lại mình không thấy bây giờ đang có tiền, không thấy có tiền các anh chị. Không phải là mình không vui mà mình phải chấp nhận, đó là gì, đó là mình phải tốt nghiệp, chấp nhận tốt nghiệp cái bài học là mình không có khả năng giữ tiền. Vậy thì bây giờ mình phải tìm cách để mà làm gì, tốt nghiệp cái bài học đó đi các anh chị, phát triển bản thân mình lên, học cái kỹ năng các anh chị đấy. Và cái câu chuyện của chị đấy thì sao các anh chị? Cái người chị mà kiếm ra được rất là nhiều tiền không giữ được tiền các anh chị. Chị khi mà chị nhìn lại 30 năm đi làm, không có giữ lại được tiền các anh chị.
À, thế khi mà đến với câu lạc bộ, khi mà đến với liên minh gia tộc của chúng ta, chị cũng nói là chị không có vui. À, rồi chị không có vui các anh chị. À, thế thì khi mà được hỏi, khi mà được chủ tịch câu lạc bộ hỏi rằng sao, à, chị ơi, trong suốt những năm vừa qua, chị đọc được bao nhiêu quyển sách rồi, chị có đi học phát triển bản thân nào chưa, chị đã gặp những người thành công giàu có nào để họ chia sẻ kinh nghiệm cho mình chưa chưa đấy. Thế tiền nó đi là đúng rồi chị nha, đấy, đi nhẹ nhẹ, vũ trụ nhắc nhẹ, mà mình không tốt nghiệp bài học á thì đến lúc sau á, nó còn đi nhiều hơn là các anh chị. Cho nên anh chị phải tốt nghiệp bài học. Anh chị nào mà kiếm được nhiều tiền mà không giữ được á, chúng ta phải tốt nghiệp bài học các anh chị. Tìm cái cách để làm sao để mà học cái cách quản lý tiền các anh chị. Và mình cũng phải tìm cái cách là nâng cao cái nhiệt kế của mình lên, mở rộng cái vùng thịnh vượng ra các anh chị, mở rộng cái hộp thịnh vượng của chúng ta luôn, mở rộng cái hộp thịnh vượng của chúng ta ra. Bây giờ cái hộp thịnh vượng của chúng ta nó giống như là một cái ly nước 500 ml, mà bây giờ chúng ta đòi là chứa 1 lít, thế thì chúng ta phải tìm cái cách để mở rộng, nâng cao cái khả năng chứa của chúng ta lên 1 lít chứ các anh chị. Đấy. Chứ còn mình không nâng ra, mình không mở rộng thêm, mình cứ đổ nước vô hoài thì nó tràn ra ngoài hết, đúng rồi. Cứ nhảy công việc A, B, C, cứ nghĩ là do công việc, cứ nghĩ là do số của mình, do mệnh của mình, do tuổi tác của mình các kiểu. Không phải đâu các anh chị. Đầy người Thanh An thấy họ 70, 80, 90 tuổi họ vẫn kiếm tiền mà bình thường mà. Đấy. Họ vẫn có những cơ ngơi đồ sộ mà. Vậy nên chúng ta phải tốt nghiệp cái bài học ở chỗ này nha. Chúng ta kiếm được tiền rồi thì chúng ta cũng phải giữ được tiền các anh chị. Và nó đến từ cái tư duy tài chính của mình các anh chị. Không có tư duy tài chính thì không biết cách nhân tiền, không có biết cách giữ tiền các anh chị. Không có tư duy, không biết cái cách để mà vận hành dòng tiền ấy, thì sao, thì có đầy cái nỗi sợ. Sợ là gì? Sợ mất tiền, thế là cứ giữ tiền khư khư trong người ấy. Sợ là mất tiền này, sợ là ngày mai có cái chuyện gì đó xảy ra là cần một cái khoản tiền mà không có này đấy. Thế thì mình phải học để mình nâng cao cái nhiệt kế tài chính của mình lên đi các anh chị. Thanh An chưa thấy ai giàu mà họ không có tư duy hết trơn. Tư duy không thấy ai giàu mà cái tư duy kiến thức, cái tầm nhìn của họ mà thấp hết trơn các anh chị. Cho nên làm gì làm, học thì học gì thì học, mà anh chị muốn trở nên thành công và giàu có thì anh chị phải thay đổi được cái tư duy gốc rễ của mình lên, phát triển cái trí tuệ của mình lên. Và trí tuệ ở đây là trí tuệ về tài chính các anh chị nhớ nhá, trí tuệ về tài chính. Chứ không phải là Thanh An nói các anh chị không có trí tuệ đâu, mà trí tuệ ở đây là trí tuệ về tài chính nha. Chứ không có trí tuệ sao biết mình biết sử dụng điện thoại mình vào Zoom các anh chị đấy. Về về lướt Facebook, xem cái này cái kia, mà Thanh An nói trí tuệ ở đây đó là gì, trí tuệ về tài chính các anh chị. Cho nên anh chị nhớ này, những cái sự kiện mà đến với cuộc đời các anh chị là vũ trụ đang nhắc nhở các anh chị nha, vũ trụ đang nhắc nhở các anh chị. Bên trong tâm trí của mình đang có cái gì đó, hoặc là mình đang thiếu tư duy, thiếu kiến thức, mình cần phải hoàn thiện để mình tốt nghiệp bài học, mình học được cái bài học để mình tráng lại cái lỗ hổng ngay trên cái chiếc thuyền đó các anh chị nha. Được không ạ? Để mình tiếp tục tiến về phía trước. Chứ không phải một cái sự kiện diễn ra xong rồi mình than, xong rồi mình hù, xong rồi nghe ông tư vấn bên trong của mình là sao, ông tư vấn bên trong của mình rất hay hù các anh chị. Chắc là không làm được đâu, chắc là không thành công được đâu, chắc là xong rồi. Anh chị nhớ này, vũ trụ không phải mang cái sự kiện đó đến để nói các anh chị là không thành công, không đạt được mục tiêu đâu. Vũ trụ đâu phải có ý như vậy đâu, mà vũ trụ khi mà đem một cái sự kiện nào đó đến với các anh chị là nhắc nhở các anh chị phải tốt nghiệp bài học, hoàn thiện bản thân để mình tiến về hơn cái mục tiêu của mình các anh chị. Chứ không phải là vũ trụ nhắc các anh chị là thôi không làm được đâu, đừng có làm nữa. Đúng không ạ? Vũ trụ nói rằng bên trong của anh chị này đang có những cái hạt giống này này, những cái suy nghĩ, những cái niềm tin này này,
nên mới tạo ra cái kết quả như vậy. À, và việc của mình đó là gì? À, đó là mình cần phải tốt nghiệp, mình cần phải thay đổi, trám lại cái lỗ hổng đó thì mình sẽ tiến gần hơn tới cái đích của mình với cái mục tiêu của mình, các anh chị nha, được không ạ? Ừ. Còn một số anh chị á, đặt ra mục tiêu sau trên cái hành trình mình đi, vũ trụ nhắc nhở mình cái này cái kia, thế là sao? Thế là đi đổ lỗi. Thay vì tập trung vào chính mình, thay đổi chính mình thì ra ngoài kia đổ lỗi. Do người này, do người kia, do chị này, do người kia, do trưởng nhóm của tôi, do người bạn đồng hành, do chồng tôi, do con tôi, do vợ tôi. Đấy. Mình mà ở cạnh những người này sợ lắm các anh chị ơi. Tốt nhất là mình nên bật chế độ xanh lá các anh chị nha. Xanh lá là sao? Xa lắm. Đấy. Ở gần những cái người mà hay đổ lỗi, thực ra mình không làm gì họ cũng đổ lỗi luôn các anh chị. Đấy. Nên là tốt nhất mình bật chế độ xanh lá các anh chị nha. Đấy. Cho nên một cái sự kiện đến với cuộc đời của mình đừng có lo đi đổ đổ ra ngoài các anh chị. Giống như bây giờ cái thuyền nó có một cái lỗ hổng, nước nó chảy vô thì mình lo trám. Mình phải lo trám cái lỗ hổng chứ. Chứ mình cứ đi lo đổ người này người kia, một thời gian sau nhìn lại cái thuyền của mình mất tiêu rồi, thuyền của mình lên đường rồi các anh chị. Lo đổ lỗi là cái thuyền lên đường. Còn người thành công họ không bao giờ than phiền đổ lỗi oán trách đâu các anh chị. Tại vì họ biết rằng á, nếu như họ làm một cái điều này không có kết quả, làm cái chiến lược này không có kết quả, họ không có ngồi than phiền đổ lỗi dãy đành đạch đâu các anh chị. Không phải là họ ngồi đó xong rồi họ kêu là không có kết quả rồi họ nói là do người này người kia đâu các anh chị. Mà đối với họ, họ luôn chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình. Họ biết rằng một cái sự kiện nào đó nó xảy ra, nó xuất phát từ phía bên trong của họ. Nên thay vì họ đổ lỗi các anh chị không có lợi ích gì cho họ cả, thì họ thay đổi chiến lược bằng cách là gì? Họ tốt nghiệp bài học, họ xoay vào bên trong của họ và họ rút ra cái bài học, họ đọc học được cái bài học để họ tiến về phía trước các anh chị. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Được không ạ? Nên mình đừng có suy nghĩ những cái điều không thuận lợi đến với mình là nó lớn lao, nó to như quả núi nha. Rồi mình không vui, mình không hạnh phúc. Mà chúng ta phải hiểu được rằng đó là vũ trụ đang nhắc nhở chúng ta cần phải tốt nghiệp bài học đi các anh chị, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Mình phải vui các anh chị. Mình phát hiện ra là gì? Mình có cái chỗ này mình cần hoàn thiện này. Và anh chị nhớ nha, mình phải vui lên. Và anh chị nhớ này, mỗi cái sự kiện là vũ trụ đang nhắc nhở các anh chị tốt nghiệp bài học. Tốt nghiệp bài học để phát triển chính mình các anh chị. Và quan trọng nhất đó là gì? Đó là con người chúng ta trở thành. Vậy nên chúng ta đừng có không vui nữa các anh chị. Chúng ta phải vui lên. Vì chúng ta đang đi trên cái hành trình thành công của chính mình đó các anh chị. Ví dụ như bây giờ anh chị muốn trở thành một triệu phú đi. Thế thì một cái người triệu phú họ có những cái thói quen tư duy, phẩm chất, suy nghĩ gì? Và chúng ta cần phải hoàn thiện mỗi ngày các anh chị. Để chúng ta hoàn thiện mỗi ngày. Nên không có gì mà chúng ta phải không vui, không hạnh phúc nha. Chúng ta cứ tiến về phía trước đi các anh chị. Chúng ta cứ nâng cao cái giá trị bản thân của mình lên mỗi ngày đi ạ. Hoàn thiện chính mình mỗi ngày các anh chị nha. Và từ nay về sau chúng ta bỏ luôn cái thói quen gọi là gì? Than phiền oán trách đổ lỗi đi các anh chị. Được không ạ? Chiến lược này không hiệu quả các anh chị. Chiến lược này không thay đổi được cái gốc rễ. Mà chúng ta cần phải xoay vào bên trong của mình để xem mình cần hoàn thiện điều gì, để mình tránh lại cái sự kiện đó, để cho cái điều đó nó không xảy ra nữa các anh chị. Còn nếu như chúng ta không tránh lại thì sao? Cứ gặp hoài thôi, nó cứ đến hoài thôi các anh chị. Khi nào cho đến khi mà anh chị tốt nghiệp được bài học, được không ạ? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây, chúng ta ra quyết định là chúng ta chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình, cho dù như thế nào, cho dù ra sao, vẫn luôn có một cái thái độ lạc quan, vẫn luôn có thái độ chịu trách nhiệm 100% trong mục tiêu của mình, thì cùng comment tôi được không ạ? Đấy. Mình phần cần phải có thái độ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình các anh chị nhé. Đấy. Nên là hãy vui vẻ các anh chị. Vui vẻ, hạnh phúc, tận hưởng cái cuộc hành trình của mình đi các anh chị. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Vậy thì chúng ta lựa chọn sống rực rỡ, hay là chúng ta lựa chọn một cái cuộc sống núp núp để không ai biết đến mình. Đó là cái quyền lựa chọn của các anh chị, không có đúng và cũng không có sai các anh chị nha. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, mà cứ suốt ngày núp núp rồi sợ sệt, lo lắng rồi hoang mang,
Thời gian trôi qua đâu có lấy lại được đâu các anh chị, nó có gì đâu mà sợ đấy, núp núp rồi sợ sợ rồi mình thấy này, mình có những cái mục tiêu, mình có những cái ước mơ của mình hả các anh chị, mỗi ngày trôi qua các anh chị tiến lên cái mục tiêu của mình thì anh chị đang gia tăng cái giá trị nội tại của bản thân mình lên rất là nhiều đó các anh chị đang trưởng thành lên rất là nhiều, anh chị sẽ trưởng thành lên rất là nhiều các anh chị. Nên là khi mà mình đặt ra mục tiêu, nếu như mà mình cảm thấy là có nhiều thứ mình chưa biết, đừng có sợ các anh chị. Nếu như mà nhiều thứ mình chưa biết thì mình nên vui các anh chị. Vì sao? Vì không biết thì học thôi, chứ có ở đâu mà sợ các anh chị. Có điều gì mà không biết thì mình học thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Và anh chị nhớ này, không có cái điều gì mới mẻ dưới ánh mặt trời này đâu các anh chị. Không có cái gì mới mẻ hoặc là không có cái gì công thức nó quá cao siêu đâu các anh chị. Công thức thành công nó quá là không có, không phải là nó quá là lớn lao đâu các anh chị. Hoặc là nó làm cái điều đó nó khó quá đâu các anh chị. Đấy. Nên là chúng ta đừng có sợ các anh chị nha. Tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể học được và chúng ta thay đổi chính mình các anh chị. Mình chỉ có một cái cuộc đời để sống nên mình muốn có một cái cuộc sống như thế nào, muốn sống một cái cuộc đời rạng rỡ. Sống một cái cuộc đời ngoại hạng hay sống một cái cuộc đời núp núp sợ sệt không ai biết tới mình, thì đó là quyền lựa chọn của các anh chị nha, đó là cái sự lựa chọn của các anh chị đấy. Mình lựa chọn như thế nào thì nó đúng với cuộc đời của mình các anh chị nha, chứ nó không có đúng không có sai đâu các anh chị. Anh chị chọn sao thì nó đúng như vậy. Được không ạ? Quy luật cuộc sống là quy luật của niềm tin các anh chị nha. Đấy. Và đó cũng chính là cái phần mà hôm nay Thanh An muốn chia sẻ với các anh chị về cái thái độ giúp cho chúng ta thành công các anh chị nha. Và chúng ta cần phải thay đổi để thành công được không ạ? Và vũ trụ luôn nhắc nhở cho chúng ta những cái bài học để giúp cho chúng ta tiến lên mà các anh chị. Ok ạ. Đấy, và trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì chúng ta cần phải hiểu được cái thái độ của người thành công các anh chị nhé. Rồi anh chị nào mà hôm nay chúng ta Thanh An thấy có một vài anh chị mới nè, anh chị nào mới lần đầu tiên mà chúng ta biết đến cái buổi Zoom ngày hôm nay hoặc là lần đầu tiên chúng ta vào Zoom thì anh chị inbox trực tiếp cho Thanh An để Thanh An gửi tài liệu cho các anh chị cũng như là xem lại cái bộ công thức từ ngày đầu tiên các anh chị nhé. Hôm nay chúng ta đã là ngày thứ 8 rồi các anh chị. Rồi và trong những ngày buổi Zoom tiếp theo, trong những buổi livestream tiếp theo thì Thanh An sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị những cái quy luật của vũ trụ để giúp cho chúng ta sống đúng luật và những cái tư duy của những người thành công các anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi Zoom tiếp theo được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.